Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu về cái dòng Taco Towner 990 nâng cấp tay lái trợ lực điện. Nhìn tổng quan chiếc xe nhìn rất là đẹp. Xe trang bị sẵn có máy lạnh, trợ lực lái, máy nghe nhạc USB MP3. Kích thước thùng của con thùng mũi bạc này là 2,5 m. Con này có 3 thùng tiêu chuẩn là thùng lửng, thùng mũi bạc và thùng kín. Con thùng mũi bạc này có giá là 259 triệu. Trong tháng 7 2022 đang có chương trình khuyến mãi giảm 6 triệu trên một xe thì còn là 253. Còn thùng lửng là có giá là 243 triệu. Khuyến mãi 6 triệu còn lại 237 triệu. Đây là nội thất xe. Hai ghế. Có lót sàn. Ghế nỉ. Máy lạnh. Con này xài động cơ là công nghệ Suzuki, rất là ngon. 5 số tiến 1 số lùi. Đồng hồ điện hiển thị rất là đầy đủ các chức năng, các thông số đèn. Con này chạy 100 cây số tầm 6 đến 6 lít rưỡi trên 100 cây. Đây là kính chỉnh điện. Rồi nhìn bên trái. Con này thì nó Taco Towner này có hai màu tiêu chuẩn của hãng là màu xanh dương và màu trắng. Ngoài ra có thể sơn theo các yêu cầu của khách hàng như các màu đỏ, xanh, tím, vàng gì đó. Xài lớp mắc xích. Ôi cầu xe. Nhịp. Chúng ta coi trong thùng. Rồi, sàn sắt ly 2 chắn sóng. Vách ngồi inox 430. Bên trong là xương. Sàn sơn này được nhúng tĩnh điện, rất là bền. Rồi, đèn halogen. Rồi, ok.